Đây là một trong những nhà hàng cũng tương đối khá có tiếng. Cindy thấy có nhiều người khen cho nên mình đang thử. Thật sự mà nói nếu không có địa chỉ ấy, cũng không biết là trong này là có cái nhà hàng nữa. Ở ngoài freeway ngoài kia kìa. Khu này khu Sunnyvale, khu nhà giàu mọi người. Rồi, xin đi sổ mũi quá đi ra biển lạnh. Nhà hàng đẹp lắm, rộng bự. Here you go, dummy. À, nó giống như mà ớt còn nhồi cá thắt lát đó con. Cái này chiên gà gì? Chiên gà chua hả? À, món đầu tiên của Kitty chiên gà ngâm chua. Mấy có muốn con thảo không anh? Chọn cái mì, chọn cái dễ lấy không? Dạ. Đổi đi. Đây là món chân gà chua của cái tiền đây là vấn đề tập 3 tập đầu với Cường. Đó, tiệm rồi về với hấp hôi rồi vài bữa nữa với lại bên bạn nữa. Gà là mà ăn bít đê nhiều quá em. Này bó xôi xào dầu hào ở nhà không bao giờ làm được á, tại vì không có cái chảo hè không. Bởi vậy đây bó xôi xào dầu hào. Món này là ở nhà không bao giờ xào được hết, tại không có bếp hè. Dạ. Không ở tên giờ lại một trăm mình hỏi nhiều quá ông luôn. Ông quên. Ông bị phân tâm luôn. Đây món chân gà đặc biệt của em Kitty. Mì xào giòn hả? Rất ngon. This is the chow phan. Thịt bò rất là mềm luôn. This is not chow phan. Chow phan is a flat noodle. Thank you.
mì xào giòn. Vô xong đi tuần góc mình. Not this one. Hả? Quay ra đúng cái đồng góc mình. No bụng đói mặt ở đầu quá trời luôn. Nói mẹ mà lại thêm 400 đô đi. Understand. Anh bị hồ đồ. Bạn hơi bị hồ đồ. Mình chơi. Anh thử anh chơi. Thử anh chơi, anh chơi, chơi anh. Đây gọi là cá cây. Món cá cây ngon. Vịt bánh bao. Vịt quay tứ xiên. Mình tưởng tất cả ba chúng ta đều không biết. So I think they have to do physically processing it or chemically processing it. Một là ướp mấy cái enzyme để nó break down cho nó mềm ướp. Hai á, tan cô. Cái mùi trà ở đây nó có cái mùi giống như là nước đậu. Ông có làm YouTube mà cũng bày đặt xong chưa? Sao em chưa bày bài? Coi như là mình với bạn xong thẳng rồi nha. Nhà hàng rộng dễ sợ. Đó, xuyên tuốt qua bên kia luôn. Xin đi đưa tay. Cái này nó có một cái đường ăn thông là cái apartment của người ta. Xong rồi nó có hồ tắm này cả nhà. Này đãi hội nghị đám cưới đâu được hết á. Này giống như là ăn thông qua một cái khách sạn vậy á. Ồ, cái hoa này đẹp quá ta. Giống như hoa lài á. Giống như jasmine. No bụng đói mắt, chú go về. Cái chầu nhà hàng này hot boy trả cho Cindy. Nhà hàng này được có cái là bạc kinh cũng rất là lớn nha. Có thể đại tiệc cưới được dư sức á. Lắc bỏ tính gì? Ok, I can do. Cái gì đất vô không? Đây là cái đường đi tới Đức Mẹ nè.
tượng Đức Mẹ. Tượng Đức Mẹ ở dưới chân của Đức Mẹ có tiền nhiều không? có nhiều người người ta gì vậy anh, để em cứ tưởng tượng hả? Trời, Đức Mẹ bao dung, Đức Mẹ hồi xưa 20 đồng mua được 2 phòng tối tối với 2 người. Và cuộc vui nào rồi cũng tàn. Cindy đã đi về tới nhà rồi. Cảm ơn cả nhà cùng đồng hành với buổi tiệc sinh nhật của Cindy và Hot Boy cũng như là Kitty. Cảm ơn cả nhà theo dõi nha. Bye bye.